Đánh chúng hạ chúng đi nào. Wow, trời ơi, mình đang đập bức tượng này các bạn ơi. Bức tượng của mình. Ai, chúng đã gọi tiếp viện này các bạn ơi. Trời ơi, có khi mình phải chạy về thôi các bạn ơi. Trời ơi, chúng gọi tiếp viện nè rồi. Ok, và các bạn ơi, ngày hôm nay thì Hà Sam đã quay trở lại với game chiến thuật Tics World các bạn nha. Và Hà Sam đã muốn hòa bình. Thế nhưng mà ở những đất nước khác, ở những vương quốc khác thì họ lại không muốn hòa bình, luôn luôn muốn chiến tranh xảy ra. Chính vì thế mà Hà Sam quyết định sẽ dẫn đầu đội quân và vừa phòng thủ vừa tấn công những cái kẻ thù ấy mà đang muốn xâm chiếm đất nước của Hà Sam nhá. Và nếu các bạn là fan chân chính của Hà Sam thì hãy like video cho Hà Sam và nhớ chia sẻ kênh cho Hà Sam nữa nha. Nào các bạn ơi, hãy bắt đầu với Hà Sam vào game. Wow, lá cờ đỏ chính là đích đến của mình. Ok, let's go. Cuộc chiến bắt đầu. Cung thủ tuyên bố rằng tên bắn chính xác đến mức chúng sẽ gục ngã trước khi có cơ hội đứng lên. Phá hủy tượng cung thủ. Oh yeah. Rồi bây giờ thì Hà Sam quyết định là sẽ đào vàng trước các bạn nha. Và đây chính là tượng của Hà Sam nè. Em ơi, bức tượng chỉ thẳng. Rồi và bây giờ thì Hà Sam có mỗi một người thợ thôi các bạn ơi. Ok, nào thợ mỏ nè, khai thác một túi vàng bằng thợ mỏ nè. Ok, khai thác vàng nè. Oh yeah. Rồi. Rồi ok, bây giờ thì Hà Sam sẽ mua một cái người mà cầm cái búa rìu các bạn nhá. Oh yeah. Đấy, lính trì tức là tay cầm một cái cây gậy đóng đinh ấy các bạn, để bảo vệ đất nước của mình. Còn bên này, wow, bên này chính là cái tên cung thủ mà của cái đất nước bên cạnh ấy các bạn. Eo ơi, mình là muốn hòa bình, mình chỉ muốn chỉ tay như thế này thôi. Thế nhưng mà bên kia thì họ muốn bắn tên, tức là muốn đấu tranh, chiến tranh ấy các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình có tiền rồi thì mình sẽ lại mua thêm người, đó là những người đào vàng và những người cầm gậy đóng đinh nha các bạn nha, để chiến đấu ấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tấn công nè, có hai người tấn công. Đi tấn công nè các bạn ơi. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, bên này chưa có ai. À, mình không có ai cũng được, mình sẽ đánh vào cái bức tượng. Ôi trời ơi, ai bảo không có ai, có người đấy nè các bạn ơi. Trời ơi, eo ơi, trời ơi, nó bắn mình nè. À, chết một người rồi. Ôi. Bèng nè. Yo, thôi chạy về các bạn ơi. Thôi mình chạy về cho lành. Rồi ok, bây giờ mình lại phải làm thêm người, xây dựng thêm đội quân của mình nha các bạn ơi. Rồi ok, đội quân của mình đâu rồi? Ra đây thôi. Ra đây thôi nào các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ lại làm tiếp cái công việc của mình, đó là đào vàng. Và đứng bảo vệ đội quân của mình nha. Còn bên này, xem là chúng có ra không. À, chúng lại lui về ở ẩn rồi các bạn ơi. Rồi ok, kệ chúng. Bây giờ mình cứ xây dựng cho đội quân của mình ấy thật là anh dũng, thật là tốt đi đã. Ok. Rồi bây giờ mình có khá nhiều vàng rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mua những người đào vàng để xây dựng đất nước. Và từ số vàng đấy mình sẽ mua đội quân chiến đấu để bảo vệ tổ quốc của mình. Oh yeah. Rồi đào vàng nhanh lên nào. Trời ơi, mình thì quá nhiều vàng luôn các bạn ơi. Còn bên này, ôi trời ơi, có mỗi hai tên đào vàng. Muối, muối. Rồi ok nha. Tiếp tục nè, mua người nè. Rồi tiếp tục đi chiến đấu. Ok, sông lên, chiến đấu ấy. Wow, bên này bây giờ chúng khá đông rồi các bạn ơi. Có tận 4 người. Wow, à, chúng về rồi nè. À, chúng về để cho cung thủ lên nè các bạn ơi. Rồi, ui trời ơi, mình sẽ đập vỡ bức tượng này luôn. Nếu mà khi nào mình đập vỡ bức tượng này là mình người chiến thắng nha các bạn nha. Rồi, oh yeah, ui trời ơi, chúng bắn tên mình nè. Ôi trời ơi, về nhanh còn kịp các bạn ơi. À, chết rồi. Bây giờ chúng lại ra đào vàng này các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ lại đào vàng và mình mua tiếp những cái cung thủ của mình nha, bên mình nha. À không, mình bây giờ mình chưa mua được cung thủ các bạn ơi. Mình chỉ mua được những cái người mà
cầm cái gậy ở trên đóng những cái đinh để bảo vệ được cái khu đất của mình thôi. Ok nè. Rồi, đào vàng tích cực lên, đào vàng tích cực lên nào. Đào vàng nào. Oh yeah. Đội quân của mình bây giờ khá là đông rồi. Wow. Cố lên nào, để xem chúng. Ôi má ơi, chúng vẫn có mỗi hai tên. Chắc chắn lần này là chúng thua rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho chiến đấu nha. Ok, mình sẽ cho chiến đấu này các bạn ơi. Rồi, đội quân của mình đây các bạn ơi. Rồi, trời ơi, sao tự dưng lại vác vàng sang bên chúng làm gì không biết ta. Rồi, đánh chúng, hạ chúng đi. Yeah. Wow. Đánh chúng, hạ chúng đi nào. Wow, trời ơi, mình đang đập bức tượng này các bạn ơi. Bức tượng của mình. Ai, chúng đã gọi tiếp viện này các bạn ơi. Trời ơi, có khi mình phải chạy về thôi các bạn ơi. Trời ơi, chúng gọi tiếp viện nè. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy về nha các bạn nha. Rồi, tượng của chúng ấy là sắp bị đổ rồi đấy. Bây giờ mình sẽ chạy về. Chạy về phòng thủ các bạn ơi. Rồi, ok. Yeah. Đấy, bây giờ quân lính của mình, đội quân của mình không hề thua kém nha, mà còn đông hơn. Đông như thế này sợ gì. Tấn công tiếp. Ok, tấn công. Trời ơi, mình sang đào vàng của bên chúng nên bị bọn chúng giết nè các bạn ơi. Ôi, ok. Sang đào vàng của chúng nè. Đào đi. Rồi, vừa đào vàng và vừa phá tượng nha. Ok, phá tượng của chúng nè. Wow, tượng của chúng đã bị phá hủy rồi các bạn ơi. Yeah. Cung thủ đã bị đẩy ra khỏi quê hương và chạy trốn lên đồi. Yeah, các bạn ơi. Vậy là đội quân của Hà Sam đã giành chiến thắng. Yeah. Quân đội của mình đã bị tấn công bởi người bản địa của vùng đất này. Quân tiếp viện sẽ đến vào lúc hoàng hôn. Hãy cầm cự đến lúc đó. Sống sót cho đến khi mặt trời lặn. Các bạn ơi. Trời ơi, quân của mình ấy, bây giờ ít rồi các bạn ơi. Trời ơi, mình có cái kho phép thuật này. Ok, đấy, để mình có thể đào vàng tốt hơn này các bạn ơi. Còn bên này, ui trời ơi, không thấy bọn nào cả. Nhưng mà chúng bây giờ chúng ra tấn công mình nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lui về ở ẩn nhé các bạn ơi. Lui về ở ẩn thì cái đội quân ấy mà phòng thủ của mình sẽ đi ra và bắn chúng. Ok. Mình sẽ mua cái đội quân tên này trước này. Ok. Rồi, ok. Mua đội quân tên này trước này. Ôi trời ơi, chúng phá tượng của mình. Ôi mẹ ơi, đừng có phá tượng của ta. Ôi trời ơi, may quá. Bây giờ chúng đã không vượt qua được cái đội quân phục kích của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ ra đào vàng tiếp các bạn ơi. Rồi, đào vàng thật nhanh lên nhá. Nhanh hết sức vào nhá. Rồi, ok. Đào cố lên nào. Anh em ơi, ta cùng đào vàng nào. Rồi, ok. Trời ơi, không biết bao giờ chúng lại tấn công mình nữa đây. Nhìn thế này thôi nhưng mà... Ai trời ơi, lại có tên nó ra nó tấn công rồi các bạn ơi. Nào, chúng tấn công chưa? Tấn công chưa để mình lại quay về đây. Rồi, mình sẽ cố gắng cầm cự chúng nha các bạn nha. Ok. Bắn tên. Bắn tên đi nào. Wow, hạ gục chúng đi nào. Mẹ ơi, chúng dã man con gan luôn các bạn ơi. Chúng đánh mình nè. Rồi, ok, bây giờ chỉ còn một tên. Hạ gục luôn. Rồi, yeah. Bây giờ thì đội quân của mình khá là đông rồi các bạn ơi. Rồi, vừa đào vàng nha, để lấy vàng đấy, để mua thêm người. Trời ơi, chúng lại đi ra này, lại có hai cái tên này ra nè. Rồi, mình sẽ mua những cái người mà có thể bắn được cung tên cho xa các bạn ạ. Wow, trời ơi, cái tên đỏ đỏ. May quá, chết rồi. Nó chỉ là muỗi này các bạn ơi. Rồi, bây giờ đội quân của mình khá là đông rồi. Mình sẽ mua thêm người nha. Ui, đông quá mẹ ơi. Trời ơi, sao mà đông thế này. À, bốn tên đi, nó lên tấn công nè. Ui, may quá, chúng đã bị hạ gục với các bạn ơi. Đừng bao giờ để chúng có thể chạm được vào bức tượng của mình nha các bạn nha. Bởi, chiến thắng rồi, yeah. Wow, các bạn ơi, cuối cùng thì mặt trời đã lặn rồi các bạn ạ. À. Mà chúng vẫn
được đến cái lông chân của bức tượng đá ở bên mình nhá. Thế nên là bên mình đã giành toàn thắng. Yeah! Kiếm sĩ tuyên bố sẽ rèn những lưỡi kiếm sắc bén đến mức tay chân sẽ vô dụng ngay khi nhìn thấy. Trời ơi, phá hủy tượng kiếm sĩ của chúng. Ok, bây giờ đây là tượng mình nè các bạn ơi, còn tượng bên này. Ôi trời ơi, tượng kiếm sĩ nè các bạn ơi, muỗi muỗi rồi. Ui ôi. Ui mẹ ơi, sao mà ơi, chúng kiếm đâu ra mà nhanh thế? Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng kiếm vàng nè. Trời ơi, kiếm nè, kiếm nè. Ôi trời ơi, nhanh lên, đào vàng nhanh lên nào. Ơi, xem mà bọn chúng đã, ôi, chúng đã có 3 tên kiếm sĩ rồi các bạn ơi. À, mẹ ơi, liệu lần này Hà Sam có thắng được bọn chúng không hả các bạn ơi? Ôi trời ơi, bây giờ mình mới có 2 người. Ok, bây giờ mình sẽ mua thật nhiều người đào vàng trước các bạn nhá. Tấn công mình rồi các bạn ơi, chúng tấn công, mình sẽ quay về phòng thủ thôi các bạn ơi. Mẹ ơi, chúng tấn công mình rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mua cung thủ nè. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, bây giờ mình sẽ ra làm việc tiếp. Các bạn ơi. Rồi. Trời ơi. Mấy tên nó đấu với nhau luôn các bạn ạ. Mấy tên nó lao ra nó đánh mình luôn nè. Rồi. Ok, úi giời ơi. Ok. Ui, đào vàng nhanh lên anh em ơi, đào vàng nhanh lên nào. Để tìm người nào, trời ơi, chứ còn không kịp nữa rồi đây nè. Đào vàng nhanh lên. Cố lên. Tức quá rồi. Cố lên. Ôi mẹ ơi. Sợ quá đi các bạn ơi. Đội quân của mình nè, bây giờ vẫn đang hăng say đào vàng. Còn đội quân của chúng đâu? Trời ơi, chúng có 5 tên rồi các bạn ơi. Trời ơi, có 5 tên cầm kiếm rồi. Má ơi, sao mà chúng đông thế này. Ôi mẹ ơi. Rồi, bây giờ có vẻ đội quân của mình cũng khá là ok rồi đây. Thì liệu có... Ôi trời ơi, chúng tấn công mình nè các bạn ơi. Chúng tấn công. Các bạn ơi. Được rồi, chúng đã tấn công như thế này á, tí nữa mình cũng sẽ sang tấn công bọn chúng các bạn nha. Không thể nào mà để cho chúng lúc nào cũng coi thường mình được. Tấn công. Mình đã sang tấn công bọn chúng rồi nè các bạn ơi. Lên nào. Anh em ơi, lên nào. Trời ơi, chúng chạy mất dép rồi các bạn ơi. À, bên này chúng cũng có tên cung thủ này. Úi giời ơi, mình còn không làm gì được chúng cơ. Ôi mẹ ơi, liệu có khi nào mình nên chạy về không hả các bạn? Rồi. Trời ơi, xong, chúng xử đẹp mình rồi các bạn ơi. Mình sẽ quay về các bạn nha. Mình sẽ quay về phòng thủ luôn. Ok, mình sẽ quay về. Ôi, chúng đuổi sát mông mình rồi. Chúng đuổi mình nha. À, bắn đi, đúng rồi, bắn đi anh em ơi. Bắn đi, bắn thật mạnh vào. Không được để cho chúng ấy phá hủy tượng của mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ sang, mình sẽ tấn công chúng tiếp. Mình từ đây mà có thể bắn sang được chúng luôn nè các bạn ơi. Wow, trời ơi, bên này cũng có tên cung thủ của bọn chúng nè. Trời ơi. Trời ơi. Hai bên đang đấu nhau rất là ác liệt các bạn ơi. Mẹ ơi, chúng tấn công nhiều quá. Ôi trời ơi, không biết đây là bên mình có thắng được không ta. Rồi. Cố lên. Tấn công bọn chúng. Tấn công. Ok, thôi mình đi về. Mình về nhanh còn kịp các bạn ơi. Trời ơi, bị bắn trúng mông rồi. Ok, bây giờ mình tiếp tục về đào vàng các bạn nha. Ok, trời ơi, một cái anh thanh niên này đang sang bên nhà nó đào vàng. Này, đi một mình nguy hiểm lắm bạn ơi. Rồi, ok. Tấn công đi các bạn ơi. Mình nghĩ rằng là mình sẽ phải sang để tấn công thôi các bạn ạ. Rồi, ui ôi, bây giờ mình phù phép cho mấy cái anh lính chùy của mình. Bây giờ anh lính chùy, trời ơi, cầm ấy. Trời ơi, khỏe vô biên các bạn ơi. Rồi, sang tận nơi mà đánh luôn. Ok, nào, sang đây mà đào vàng của chúng nè. Ok. Wow, ui trời ơi, chết rồi các bạn ơi. Má ơi là má ơi. Rồi, cảnh báo kẻ thù đã gọi tiếp viện. À, mẹ ơi, mình về rồi các bạn ơi. Mình về rồi. Như thế này là mình phải về nhanh còn kịp các bạn ạ. Eo ơi, cái anh kia, trời, vẫn còn vác cái túi kìa. Rồi, về đi. Bây giờ là một cuộc chiến đấu.
vô cùng gay cấn các bạn ơi. Bắn bằng 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 bằng. Ok nào. Nào tiếp tục ra đào vàng tiếp đi. Anh em ơi, cố lên nào, tiếp tục ra đào vàng thôi. Và đứng đây phòng thủ nha. Bây giờ bên của chúng ấy cũng khá là mệt rồi đấy. Rồi mình sẽ phải cố gắng để đào vàng tiếp bên mình, để cho bên mình ấy có thêm thật nhiều cung thủ và những anh lính chì. Ôi giời ơi, mình bên mình hết vàng rồi các bạn ơi. Nguy hiểm nè. Bây giờ mới là nguy hiểm nè. Bên mình khai thác nhiều quá, bây giờ hết vàng rồi. Làm sao đây ta? Trời ơi, làm sao đây ta? Ok, sang tấn công. Không thể nào làm nào được nữa các bạn ạ. Chỉ có cách là sang tấn công mà thôi. Ok, sang tấn công nè. Ôi trời ơi, một cuộc chiến vô cùng gay cấn à. Trời ơi các bạn ơi. Mình sang đây, sang đây. Sang hạ gục chúng đi. Ôi trời ơi, rồi mình sang đào vàng nè. Ok. Sang đào vàng của bọn chúng nè. Rồi, tượng của chúng ấy bây giờ mình phá hủy mất máu gần hết rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ ấy. Cố lên, cố lên, cố lên. Wow, wow. Liệu bên mình có thắng không các bạn ơi? Ôi, yeah. Rồi, các bạn ơi, tượng của bọn chúng ấy bây giờ chỉ còn tí tí máu thôi. Ôi, trời ơi, đánh nhau loạn lạc kìa. Khà, 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 khà. Ôi, bọn chúng đã không, bây giờ không còn mấy tên nữa các bạn ơi. Chỉ còn mỗi một tên đào vàng. Bình thường, bình thường. Bắn nè, bắn. Chúng gần bị hạ gục rồi các bạn ơi. Rồi, úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, vẫn còn một tên kìa các bạn ơi. Vẫn còn một tên cầm kiếm kìa. Trời ơi, yeah. Hạ gục cái tượng của nó rồi các bạn ơi. Yeah. Kiếm sĩ bây giờ đã bị đẩy ra khỏi quê hương và chạy trốn lên đồi. Yeah. Hey, các bạn ơi, vậy là cuộc chiến giữa hai vương quốc, à không, tận mấy vương quốc cơ, của Hạ Sa